khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô trong đồ người tín hữu Cô-rô-xê. Phaolô trong đồ của Đức Giê-su Ki-tô do ủy định của Thiên Chúa và anh Timôthêu, kính gửi các thánh ở Cô-rô-xê và anh em tín hữu trong Đức Giê-su Ki-tô. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Chúa Giê-su Ki-tô ở cùng anh em. Chúng tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa là Cha Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta. Khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em, bởi nghe biết lòng tin của anh em vào Đức Giê-su Ki-tô và lòng yêu mến của anh em đối với tất cả các thánh, chúng tôi cảm tạ vì niềm hy vọng dành cho anh em ở trên trời mà anh em đã nghe biết trong lời chân thật của tin mừng. Tin mừng đó đã đến với anh em như đã đến trong khắp thiên hạ, sinh hoa kết quả và gia tăng nơi anh em. Từ ngày anh em đã nghe và nhận biết ơn Thiên Chúa trong chân lý, như anh em đã thụ giáo cùng Ê-pha-ra và là đồng liêu rất yêu dấu của chúng tôi, là kẻ trung tín giúp việc Đức Giê-su Ki-tô thay cho chúng tôi, ông cũng đã tỏ cho chúng tôi biết lòng yếu đuối của anh em trong Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu trỗi dậy ra khỏi hội đường, người đến nhà Simon, nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng và người ta xin người chữa bà ấy. Người đứng bên bà truyền lệnh cho con sốt và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà trỗi dậy và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau đều dẫn họ đến cùng người. Người đặt tay cho từng bệnh nhân và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng ông là con Thiên Chúa. Nhưng người quát bảo không cho chúng nói vì chúng biết chính người là Đức Kitô. Đến ngày hôm sau, người ra đi vào cung điện, dân chúng liền đi tìm đến cùng người. Họ cố gắng cầm giữ người lại, kẻo người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng, ta còn phải trao giảng tin mừng Đức Thiên Chúa cho những thần khác, bởi chính vì thế mà ta đã được sai đến. Và người giảng dạy cho các hội đường xứ Judea. Đó là lời Chúa. Thư của Thánh Phaolô gửi cho Cô-rô-xê. Và theo như nhiều nhà nghiên cứu họ nói là sở dĩ mà Thánh Phaolô viết cho tín hữu Cô-rô-xê bởi vì là những người tin theo đạo bây giờ bắt đầu là hoang mang theo cái trào lưu ở trong xã hội của họ đó. Họ bắt đầu hoang mang là Chúa Giê-xu có phải là đấng chết thật sự không, hay là còn một đấng nào khác nữa, hay là có một người nào có thể là trên Chúa Giêsu, hoặc là có người nào đồng vai với Chúa Giêsu, hoặc là có một vị nào đó hoặc có thể là một vị thần cũng là quyền năng như Chúa thế này, đó thì họ cũng cái đức tin của họ bị lung lay, bị dao động, bởi vì trong thời đó là thì người ta tìm kiếm thiên văn, người ta coi trăng sao, người ta tính thời tiết và rồi xong rồi là cũng như là có thần này thần kia vân vân, thì là những người tín ngưỡng thời đó cũng luôn này. Và tôi nghĩ là thời đó, thời nay cũng như nhau. Như những người tin Chúa nhưng mà là nó cũng là tử vi này, là quan chỉ tay này, rồi xong là bói toán, rồi xong rồi có nhiều người là trong tiệm mà để thần tài, có cái gì bắt hình bắt khoán, cũng như các kiểu. Thế nên là không phải thời xưa đâu, mà thời nay cũng thế. Bởi vì là cái nên chị em là giống như là bản tin mừng chúng ta vừa nghe đó, cũng như là và Thánh Phaolô ngày viết cho Cô-rô-xê cũng vậy thôi, là
Giêsu là Thiên Chúa và con người chúng ta không nhận ra Ngài là vậy chứ. Đó là nên Chúa Giêsu có nhiều lần chúng ta thấy là khi mà Ngài chữa lành hay là Ngài đuổi quỷ đi đó, thì là một quỷ nó nói là Ngài là Đức Kitô, Ngài là con Thiên Chúa v.v. Đó thì là Chúa Giêsu này cấm đừng nói. Nhưng mà là con người chúng ta lại không tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, không tin là Ngài đấng quyền năng, không tin là Ngài đấng được sai đến để cứu độ nhân loại. Đó là chúng ta có thể nói rằng là chúng ta kém mạo hiểm nhất. Ma quỷ thì là biết Chúa, biết Kinh Thánh, mình biết nhưng mà không tin lắm. Có thể là tin vào một lúc nào đó, nhưng mà khi mà có cái gì mà hoạn nạn xảy ra thì bắt đầu mình sẽ cậy dựa vào một cái quyền lực nào khác để mà có thể gọi là đáp ứng được cái nhu cầu của mình, chẳng như bệnh tật chẳng hạn, hay là tương lai chẳng hạn, hay là tình cảm, tình duyên gì đó v.v. Chứ còn mà nói với Chúa, Chúa biết làm trái, Chúa chả nói gì cả. Thành ra là chúng ta vẫn chưa nhận ra được Đức Giêsu là ai trong cuộc đời của mình, trong khi ma quỷ nó nhận ra, ma quỷ nó nhận ra. Thành ra là chúng ta kém cái tin hơn ma quỷ. Chúng ta xin Chúa mà chúng ta sẽ bước vào trong lòng chúng ta ngày hôm nay là đó, củng cố niềm tin của mình, tin thật là Ngài Đức Giêsu là Ngài là con Thiên Chúa, Ngài có quyền năng. Nhưng mà là có thể là đức tin của mình kém quá, chúng ta xin điều này, chúng ta xin điều kia, chúng ta trong cậy không có đủ để mà Chúa thực hiện điều lạ trong cuộc đời của mình. Mình tin chưa đủ, cho nên là chúng ta thấy là các phép lạ mà Chúa làm đó, Chúa hỏi là tin không? Bà có tin không? Ông có tin không? Thì Chúa là phép lạ, Chúa luôn luôn hỏi về đức tin. Thành ra là mình xin mà không được, bởi vì là mình tin chưa đủ, và cho nên là Chúa chưa làm phép lạ được. Chúa đòi hỏi là chúng ta, cái niềm tin chúng ta phải cao hơn nữa, phải là phải sắc son hơn nữa, phải là vững vàng hơn nữa thì Ngài mới làm được. Cho nên các anh chị em chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô là đấng độc nhất, đấng cứu độc độc nhất cho con người chúng ta, và Ngài có đủ quyền năng làm mọi sự cho chúng ta, biết là chúng ta phải tin vào Ngài.